Alo. Xin chào quý khách. À, nếu anh không phiền hãy đến Thác Giang Điền, ok? À, nếu anh không phiền hả? Làm gì đây? Ở đây là em cho thuê xe đạp và xe lửa, anh muốn đi phương tiện nào? Xe lửa hai anh em mình đi nó bự lắm. Dạ. Thôi xe đạp đi ha. Xe đạp ở đây là có nhiều loại anh, em nghĩ là cái kiểu tím liệm tìm sim này là sẽ hợp với anh nè. Không. Thôi cho anh chiếc đàn ông xíu đi. Đàn ông nha. Đây. Chiếc xe rất đàn ông. Không, cái này không hợp với anh đâu. Phù hợp với chiều cao của anh. Phải không? Chiều cao và cân nặng nha. Tự nhiên. Em cũng lấy chiếc đi chứ hả? Trời, nghĩ sao không cho tôi chiếc xe này trời. À, anh em hai chiếc luôn hả? Thưa quý vị, anh em chúng tôi lâu lâu mới có một cái khoảng thời gian nhỏ nhoi, ít ỏi để đi gọi là vừa làm chương trình, vừa gọi là thư giãn hả? À, ở đây em biết có một cái dịch vụ rất là hay. Hay. Đó là cho cá bú. Rồi, let's go. Vô. Trời ơi, thiệt, hai chiếc xe dễ thương. Thấy chưa, thấy chưa? Đây, cá bú bình. Ủa, xa lắm anh. Xa lắm á? Xa lắm luôn. À. Đi bộ không tới nha. Rồi. Anh chào anh. Chào nha. Giờ vô cho cá bú được không? Được, được. Gửi xe đây có bị thổi không anh? Được mà, đúng không? Tào lao dễ sợ. Gửi xe đây có bị thổi không? Không được, lấn chiếm lòng đầy đường. Cho cá bú bình. Dạ, giờ nói chuyện với ông chú nè. Dạ, đây em với ST Sơn Thạch. Dạ. Ngày hôm nay tới đây cho cá bú. Giờ anh hướng dẫn tụi em được không? Dạ, ok thôi. Anh khỏe không? Khỏe, bức phòng nhỏ, quýnh cho gói chân mà. Dạ. À, rồi giờ mình cho bú anh hả? Cho nước vô đây. Cho khoảng nửa chai nước thôi. Xong rồi chú xuống là cá nó vô. À. Nước đâu? Nước này luôn. À. Là mình tự múc nước luôn. Đây là hoa gì mà đẹp dữ trời. Rất là hợp với bộ đồ của em. Ok. Bây giờ mình múc nước anh hả? Mình lấy nước nè, nửa bình nữa anh hả? Đây, được chưa anh? Rồi, được rồi, cạnh rồi, rồi, sẽ chặt lắp vô nha. Ấy dạ, trời ơi. Rồi, bây giờ ra cái chỗ rộng rộng này đi anh ơi. Bây giờ em với anh đua đi. Ai cho bú nhanh hơn? Không, bây giờ ai cho bú nhanh hết hả? Ừ. Cũng được, hoặc là ai cho bú nhiều cá bú hơn. Mỗi người một góc đi, em bên kia, anh bên đây. Hello, hello khám. 2, 3. Vô. Này cảm giác như là được đã fan hâm mộ hung mình. Trời. Bú nào. Trời ơi. Sao bán cá của tôi màu đen không vậy? Anh có thấy là bên em đa sắc tộc chưa? Không phải, cá nó mê em, nó mê anh. Ê, có cá chê nữa. Có cá phi nữa nè. Cá nó lên chỗ mà. À, cá coi rồi. Trời ơi, mấy bà cá mà bú ghê thật chứ. Hết rồi. Trời ơi. Không, còn nha, còn cái cạnh nha. Rồi, cá nó qua bên tôi nhiều rồi mọi người ơi. Thao lên. Rồi, mà táp ghê không? Anh có biết sao không? Tại em là ngay cái quảng trường. À, còn anh là trong xóm ha. À, anh ở trong kẹt. Thôi, mình qua đây mình giành bớt cá. Sao anh còn nhiều vậy? Cá ở bên anh nó bú nhẹ. Trên, đó chứ là anh nghe tiếng nó giống như là kiểu hung mình á. Ờ, chụp á. Trời ơi. Trời ơi. Bà muốn giật cái nắm vú luôn vậy trời. Cái bà quỷ này nè. Hết rồi. Trời ơi, bà giật luôn kìa. Con to nó bự nó kéo bình lên luôn. Đó trời ơi, bà nhảy lên luôn kìa. Ê, mấy cái bạn này kỳ ghê á. Bú mình xong rồi cái qua bú người khác liền. Bú đại trà. Bỏ mình luôn. Bỏ luôn rồi, qua bên đây hết rồi. Không có chung thủy gì hết. Chán ghê á. Ủa, cái trè to quá. Rồi, bà này bú dạo nè. Đây nè, giờ... Ý. Anh còn, anh để cho bú hết luôn nè. Nào. Bú. Trời ơi. Ôi, cái bà này bà bú cái miệng bà hơi ghét không? Cái miệng bà ngang ngửa lê vô bổ lâm đó. Bự trà bá. Rồi, bóng mang ba lên ăn cơm Việt nhà ta nha. Chết cha rớt cái nấm vú rồi. Rồi, xong. Mọi người ơi, cái nấm vú của anh Giang rớt xuống dưới đáy luôn rồi. Rớt cái nấm vú luôn rồi. Cái thứ quỷ không? Vừa táp xong là bỏ đi hết vậy đó. Không có lưu luyến gì luôn á. Giờ mình đi hái rau đi hả? Dạ, đi hái rau đi. Dạ, cảm ơn anh. Ờ, có gì? Anh ở trong kia là cái hồ gì anh? Hồ xuống massage cá là vô massage. Ê, massage cá đi. Massage cá là sao anh? Là cá nó ăn da đó anh. Thưa quý vị, xin vui lòng rửa chân trước khi xuống hồ massage. Xin cảm ơn. Đặc biệt là những chân của mấy bạn quay phim không nên thò xuống hồ cá. Đi quay cả ngày mang vớ mang giày, xuống cá xỉu hết nha. Cảm ơn các anh. Mình phải rửa chân thiệt kỹ.
trước khi mình xuống hồ. Trời ơi, cái chân ST nó trắng bóc rồi trời. Wow. Em ăn giày không anh ơi? Ít khi nào mang dép luôn hả? Em không mang dép bao giờ ra đường hết. Ủa vậy? Không, ở nhà sao? Giờ. Ở nhà em mang vớ. Vậy hả? Dạ. Hay quá, ca sĩ chân trắng bóc à. Nhưng mà cái chân hơi móng hơi dài vậy mọi người nha. Nhột chết rồi vậy không? Nhột quá chịu nổi. Vậy không bỏ xuống đâu. Hả? Em sợ nhột lắm em không có chịu được cái này. Em đi. Đó. Nó nhột quá. Bây giờ 3 2 1 để xuống, ai mà kéo lên trước là ăn một nhà hàng bất kỳ người kia muốn vào một ngày nào đó. Đó. Ok. Ok chưa? Không rút lời nha. Hình như là lịch của mình trong thời gian khoảng bao nhiêu lâu anh? 3 tháng thôi. Từ đây tới 3 tháng sau mình bận hết đúng không ta? Ok thôi vô. Vô chưa? Vô. 3 2 vô. Ê đừng có bố. À. À. Ủa sao mày lại đến vậy? Nhột quá. Giang ơi. Anh Giang ơi. Gì mà miếng ăn. Nhột quá ít đi. Nhưng mà anh quen rồi đúng không? Nổi với gà luôn nè. Anh phải nhúc nhích để con cá nó ăn lại anh. Trời ơi. Để nó ăn lại từ đầu anh mới phải theo cái dáng này. Cái này đâu có sung sướng gì đâu trời. Không biết là quen à. Đừng có làm này từ đầu, làm này từ đầu đâu. Đó, đó. Nó tan hết rồi. Gì vậy? Anh thua. Em vẫn đang để ở dưới hồ. Mà anh là người thua đúng không? Trời ơi trời. Ca sĩ gì mà chơi giống như trên đầu trên cổ người ta vậy? Tại vì em thấy là cuộc chiến này sẽ không bao giờ kết thúc. Không mà nhột thiệt á mọi người ơi. Nhưng mà mọi người có thấy không? SC là người chiến thắng à. Anh Gia chỉ nói là ai là người rút lên trước là người đó sẽ thua. À. Chứ không nói bằng cách nào hay là như thế nào hết. Và anh Gia là người thua và anh sẽ đãi em một chầu trong vòng 3 tháng. Bất cứ một nhà hàng nào mà SC lựa chọn. Trời ơi, ca sĩ gì đâu tráo trở dữ vậy? Trời ơi. Nó nhột quá à, thiệt luôn á, anh chịu không được cái này đâu. Anh thử bỏ lại đi. Thôi, khỏi đi ha, thua rồi. Bây giờ, anh cái với em một cái nữa không? Cái gì? Bây giờ đưa cái mặt xuống đi. Cái đó là chơi ngu nha. Anh cái da tế bào chết đó, không? Tế bào chết trên mặt. Anh dám chơi không? Anh sợ gì? Nếu mà anh bỏ xuống 10 giây, em trả anh gấp đôi. Rồi. Chào anh. Đếm nha. Cái mặt nha. 10 giây á. Nó bu lại kìa, nó bu lại kìa. 1 2 3 Chưa, anh phải dính sâu hơn nữa. Sâu đụng lên mũi. À. À, 10 giây. Trời ơi, nó cắn khó chịu lắm á. Lần đầu tiên tôi chơi nãy trời. Có nghĩa là bây giờ mình què đi. Ê hồi nãy em nói rõ ràng là anh mà làm được anh em là chưa nói hết em chung gấp đôi. Khoan xí, em chưa nói hết. Mình què một cái có nghĩa là anh vẫn thắng em một cái đúng không? Ừ. Có nghĩa là mình 2-1 thì là bây giờ anh thắng em một cái thôi. Anh không cần phải trả em chầu kia. Em không cần phải trả anh 2 chầu, anh chỉ cần trả em 1 chầu thôi. Ê hình như nó cấn cấn gì trong cái này nè. Có nghĩa là gì? Em thắng anh 1, anh thắng em 2 là 2-1. Không, đừng có chào. Ủa đúng rồi. Anh thua em rút chân. Nhưng mà nãy em nói rõ ràng là chỉ cần làm được cái này là sẽ đền gấp đôi. Gấp đôi? Có nghĩa là 2 bữa ăn nhà hàng. Thì 2 bữa ăn nhà hàng là em, nhưng mà em vẫn thắng 1 bữa ăn nhà hàng của anh. Đúng không? Thì là bây giờ là mình què. Không, què một cái. Bữa ăn mà anh thua em bây giờ tính qua cho em luôn rồi. Đừng ăn gian. Thôi. Đừng có dụ tôi. Thôi, bây giờ đi kiếm rau rác cho mình đi tắm thác. Sau đó mình nấu đồ ăn. Được không? Dạ được. Let's go. Mình có nên đổi chiếc xe khác không? Nếu anh muốn. Nhưng mà xe này đi cũng vui chứ bộ hả? Mình có cần chơi trò chơi mình đua để gọi là ai tới trước nữa không? Ok, bây giờ 1 bữa ăn nữa đi. Bây giờ đua nhé. Rồi tới vườn rau sạch nha, 2-3. Nguy hiểm quá. Đường rộng và dài anh cứ cháy đi.
nó chứ mình đua thư giãn á. Thôi thư giãn đi, sắp tới vườn rau sạch chưa ta? Thôi anh khoan, anh chạy chậm lại đây, anh hãy nhìn đi, khung cảnh này như một bức tranh Hàn Quốc vậy đó. Tăng trường tăng trường, trường kim tăng tăng trường tăng trường. Hát gì hết đi, lại ngược lại. Bầu trời này rất xanh, hay mắt thấy trong lành á. Bị cái gì trong đầu? Để thiết tha ngày sương gió. Đó bài mới của em đó. Ủa vậy hả? Ủa sao giống nhạc cách mạng vậy? Nếu như mà hát nhạc cách mạng là ơi ngày trời này rất xanh. Tào lao dễ sợ. Đó là bài Say Nắng Crush mọi người ơi. Mọi người nếu như mọi người đang xem cái chương trình này nhưng mà mọi người đang thắc mắc đó là bài gì, mọi người có thể qua kênh YouTube của SC Sơn Thành Official để mọi người nghe lại cái Say Nắng Crush nhé. Đi cho đỡ mỏi. Cái yên nó nhỏ nè, đau. Trời ơi. Mình thả dốc nè. Ây da, rớt dép, rớt dép. Lại. Quẹo trái nè, quẹo trái nè. Quẹo trái nè. Đây là cái khu vực rau mà anh em mình tới cũng ngược cái mùa á, cho nên nó cũng không có nhiều. Có gì mình hái đó ha. Hái đi hết đi. Hái sao anh ha? Bước giống như anh bước vậy nè. Em hái mấy cái rau nào mà bị sâu giống như cái rau này đúng không? Không. Bước cái lá đẹp đẹp. Người ta nói là cái rau mà sâu là cái rau ngon. ST với Will là ai lớn tuổi hơn ST? Dạ em lớn năm hơn là em nhỏ hơn. Nói gì vậy trời? Em lớn cái năm hơn là em nhỏ hơn đúng không nè? Tức là trong nhóm là em nhỏ tuổi nhất. Dạ em nhỏ nhất, em là em út. À lớn tuổi nhất là ai? Lớn tuổi nhất là Azit. Azit hả? Azit. Xong tới Jun. Anh biết tại sao là Azit không? Tại sao? Tên á mọi người hay gọi là Isaac, nhưng mà Isaac tìm ở trên mạng á, cái từ đó đọc đúng phiên âm nó là Azit, cho nên là bắt mọi người gọi là Azit. Azit. Còn tiếng Việt là Isaac. Tiếng Việt là A Sái. A Sái. Tạm lưu tuấn tài. Còn Jun là Phạm Duy Thuận. Phạm Duy Thuận. Em là Sơn Thạch. Nguyễn Cao Sơn Thạch. Trời, cái tên nặng nề lắm. Tưởng Nguyễn Cao Kỳ Duyên hết không? Còn Will là gì? Gì Tuấn á? Nguyễn Anh Tuấn. Đúng rồi. Tất cả đều chữ T anh ơi. À. Và hồi đó đặt nhóm là 40. Nhóm hồi đó là 5 người. À. Còn Ngô Trọng Thành cũng là chữ T luôn. À, 50. Ngô Trọng Thành là Johnny đúng không? Johnny. Mình bức bao nhiêu anh ơi? Làm có chừng 20 cuốn, nãy giờ anh bức hơn rồi. Bỏ đây. Anh nghĩ là cái lá lốt rồi ăn nó có lợi cho sức khỏe. Cảm ơn người trồng cây. Hãy lo chị, rau này cô trồng á hả? Ờ, tao cô trồng á. Rau lan trồng lấy dây rồi, phải trồng lấy củ đúng không? Bây giờ cho con xin mấy cái đọt con xào nha. Đúng rồi, con cây hả đi. Rồi bây giờ cô hãy nói cho mọi người biết là bây giờ mình sẽ hái cái đọt nào nó sẽ ngon ạ. Cô hái cái đọt, con phải hái cái đọt chìm nó mới ngon. Đây cái đọt này mới chìm dưới đất nè. Không, cái đọt đấy nó nan, nó không ngon. Con hái cái đọt nó chìm ở dưới sâu này. À. Cái đọt nó thò lên chốc, nó không có ngon bằng đọt ở dưới. Ê tì hái đi cưng. Em không biết cái nào chìm đâu. Cô có chỉ cho đó đi cô. Em chỉ biết em chìm hơn anh thôi. Mà người ta không biết thôi chứ em đâu biết cái nào chìm đâu. Nay gió thổi lên tận răng miền quay phim à? Dạ vâng, gió thổi ghê. Hãy dùng từ ghê không? Hôm nay gió thổi. Tối nào tao cũng xem chương trình. Vâng. Ở trên tivi. Vâng. Thế hôm nay là gặp thật rồi. Vâng. Hôm nay gió thổi, lát gió thổi về là Sài Gòn nha. À, lát nữa con về Sài Gòn nữa. À. Sao ngày mốt bão nó đương lên đây lại. Cô ở đây là nhiều chim chóc á cô hả? À, có mấy con này nó giao cho cô mà. Cô hay bị sảng lắm, lâu lâu cô thả đà điểu với lại thả. Hôm rồi thả hai con công lên cây đuổi gần chết cả đến nửa đêm mới bắt được. Dạ, sợ nó đi cô hả? Cô, cái đà điểu ở đây là mình nuôi mình kiển hay là mình nuôi cho người ta cởi? À, mình nuôi kiển con, không có cho cởi. Đúng rồi, nuôi kiển cởi tội nghiệp cho nó lắm cô. Trời ơi. Hôm nay có hai đứa ở Trấn Thành không đi hả? Dạ không, Trấn Thành vợ bắt ở nhà rửa chén à. Đây. Trời ơi, mê tôi mà nói tôi bê ổng. Ôi trời. Cái đó mới là mê đấy. Đấy, vâng. Cô ạ, con biết cô hái cái đọt nào rồi cô ạ? Ừ. Như này. Đúng không cô? Không, cái đọt đó vẫn không. Bự không nha anh nha. Bự là một câu trả lời sai nha. Đây này, con thấy cái đọt nó mới ra như này. Đây này cô này. Cũng không ngon. Cũng e cho mọi người. Tôi phải làm được mới được. Đây này. Đây này.
sao cái ở bên đấy không ngon, ở bên đây nó mới ngon. Đây nguyên khu vực này sai anh Ti à, biết nè anh phải làm được. Đây là cô này, cô này. À đúng rồi. Trời ơi, finally. Finally, exactly. Thôi rồi cô ơi. Được rồi cô. Ôi cảm ơn cô nhiều quá. Cảm ơn cô. Dạ cảm ơn cô, chúc cô sức khỏe nha cô. Cảm ơn. Rau lan này rất là tốt cho việc nhuận trường đó cô hả? Anh xuống thác anh chơi nha. Mệt không anh? Mệt chưa? Mệt cho nên như vậy mình phải đu xe tiếp. Từ đây mình đu tới thác. Đu đi. Ngại gì? Ai mà tới sau thì người đó kêu người kia bằng anh suốt đời. Dạ được. Em kêu bằng anh suốt đời em đâu có sao, còn anh mà kêu em bằng anh suốt đời mới là ghê nè. Chuẩn bị. Ba. Ê, khoan để em cục về cái. 2-1. Ê, anh Giang. Anh Giang, anh Giang, anh Giang, anh Giang. Tạm biệt. Anh Giang. Cái gì phải có chiêu, phải có chiêu trò chứ. Anh Ti làm sao qua tôi được. Còn lâu mới được kịp. Hello. Hello Mr. Hello. Hello Mr. Chị, tự tự chị ơi, chị em dân. Mr. Chơi chơi chị vậy. Chị kêu là chạy về trước thôi, đâu có kêu chạy bằng phương tiện gì. Trời ơi, ăn gian hoài vậy cha. Ây da, bây giờ có muốn lên đây hay không? Có, chạy hết nổi rồi. Chị ơi, cứ chạy đi nha. Ê, chị, dừng lại tụt quần. Đó, chị ơi, vậy chứ dừng lại anh tụt quần. Tụt quần tội nghiệp. Anh có cái quần nè. Thằng này nó ghê thiệt, ca sĩ quỷ ma. Dừng lại, dừng lại. Đuối quá. Đuối không anh? Đuối. Đây em hỗ trợ cho. Vừa tụt quần mà vừa mệt. Kỳ lắm, cái khoảnh khắc tụt quần nó kỳ lắm anh hiểu không? Chơi ăn gian quá. Tự nhiên là chơi ăn gian quá. Từ một cái clip mà hả cho tất cả cộng đồng mà, gia đình. Ây da. Ây da. Thấy chưa? Trời phạt. Trời phạt. Để giúp anh đi này nó khỏi bị ngã. Rồi, lên. Lên. Quá mệt mỏi. Đưa em về thác chị bảy. Lên go. Nào qua đi em được hả? Chết rồi. Là mình phải đẩy rồi. Đẩy 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 đẩy. Bây giờ xe điện cũng không chịu làm người nữa. Chúng tôi cũng phải đẩy. Xe điện nó lên dốc không được. Lên, lên luôn anh lên. Ơi, lên luôn bắt tay ơi, bắt tay ơi. Chuẩn bị lên tới cái dốc rồi chắc mình phải đẩy nữa nè. Rồi, đẩy. Trời như diễn xiếc vậy anh ơi. Rồi, lên. Ê. Quá mệt mỏi. Giờ chú thác phải tắm cái đã cho đã nè. Là bây giờ mình xuống nó tắm hả? Hả? Tắm là mình có phải mặc đồ không? Có chứ. Có hả? Không mặc đồ mà này bắt cười thấy không? Đi cười hay là sao chị? Bây giờ mình sẽ đi vào một đường gọi là một đường bướm nha. Rồi sao bắt lên video hết thiệt. Thấy chưa? My bad, also it's my mistake. Anh nói rồi, đẻ kiểu đó là sẽ động rớt mà. Xin lỗi. Xin lỗi, không có xe này của nhà em. Hồi nãy anh thấy nhiều. Hư rồi đền thấy bà chứ đó mà nhiều. Đó, chị ra lại kìa. Chị. Đi, em lên đi, cho anh ngồi đi. Không biết làm ăn cái gì ngoài chuyện hát. Ok. Đó, trời ơi trời. 10 năm cũng không rớt. Anh Giang cứng quá. Tiếp tục. Rồi đi. Thưa quý vị, đây là con đường bướm. Rất nhiều bướm. Có một con bướm chúa mọi người ơi, nhìn kia. Rồi, đi nào. Cái gì vậy? Cái gì vậy đi? Em là con bướm tím. Rồi, go. Anh có thấy sự thu hút của em chưa? Có một con bướm bay theo em nè. Vậy bây giờ mình qua thác đi ha. Mời vô đây. Vô đây làm gì anh? Chuẩn bị phụ nấu ăn chưa làm gì? Ở nhà có nấu ăn không? Chưa bao giờ nha, chưa bao giờ trong đời. Cái này là nấu món gì anh? Mình sẽ làm đà điểu. Đà điểu? Yes. Cuốn với lại đá lốt mình nướng. Bây giờ em làm gì? Em thổi lửa đi. Thổi lửa? Anh Giang quá gào kêu SC thổi lửa nha. Ủa anh cắt bằng tay trái hả? Anh dùng tay trái. Arasso. Arasso. Bây giờ em bấm này ra nha. Bấm được không? Được không? Ok không? Thấy ok lại ok hết á. Mọi người phải biết là đây là
cái lợi thế nha. Một người thuận tay phải, người thuận tay trái, rất là dễ làm cùng với nhau. Ở nhà là ai nấu cho em ăn? Ở nhà là đôi lúc là mẹ nấu, đôi lúc là người ngoài nha. Người ngoài là ai? Người ngoài là ra đường ăn anh. Tào lao. Chứ người yêu em nấu cho em ăn hả? Em nào có người yêu. Người yêu của em là âm nhạc, anh quên rồi sao? Tào quên, quên, em nói hoài. Rắc miếng tiêu vào đây nè. Mình sẽ vừa làm vừa ướp, hiểu không? Được chưa? Nữa đi. Cái này đủ chưa? Chắc không đủ ăn đâu hả? Thêm đi. Hay quá. Sao là có một người đàn ông giỏi giang vậy hả mọi người ơi? Đã điểu mà ăn bistec cũng ngon á anh. Chứ sao? Xin mời. Tắc 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 tắc. Tùm. Cho anh miếng tỏi nè. Rồi cho miếng hành nào. Nhưng mà em cũng phải công nhận là anh giang gan lắm. Anh giang gan lắm anh mới dám mời em đến những cái show mà có nấu ăn như thế này. Sao vậy? Tại vì thường là những cái show mà nấu ăn mà có SC tham gia thì thường là những cái show đó sẽ bị chửi nhiều hơn là được khen. Tại sao? Tại em không biết nữa. Ủa chứ hồi đó em làm cái cục đuôi kỳ thú nó không có nấu ăn à? Ta đồng đội em nấu hết nha anh ơi. Thì đúng hả? Đồng đội em là ai? Đồng đội là Bình An nhưng mà rút cuộc là trong chương trình chỉ có một lần có thử thách về khéo léo là nấu ăn thôi. À đúng rồi. Còn sau này là mình nếu mà có nấu ăn là tụi em đổi hết, tụi em chọn cái phương án khác hết. Vậy hả? Cái này á mà mình muốn nướng mà nó mềm mà nó thơm á là phải có một chút thịt ba chỉ hoặc là thịt mỡ. Thịt mỡ. Em phải lên em dùng nhan sắc em lên nhà hàng. Xin. 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 Mình đẹp mà. Ok. I try. Ok. Thưa quý vị là chúng ta sẽ bỏ thêm một ít xả vào đây. Thơm lắm quý vị ơi. Trời. Ba cái đồ yêu. Ba cái đồ quỷ. Nè đây. Nhiều hơn cái bò anh đang có luôn nha. Trời ơi trời. Sao hay vậy? Trời em đẹp mà anh. Đẹp nhiều khi có lợi quá ha. Đẹp là một tài năng anh có nghe câu nói đó chưa? Ai nói vậy? Đẹp cho tài năng. Đẹp là đẹp. Đẹp là một tài năng của người lành. Tại sao người ta lại cố gắng đẹp hơn mỗi ngày giống như anh đó? À, cái đó là mới tác vào mặt tôi đó. Tôi mà đẹp hơn mỗi ngày. Cố gắng đẹp hơn mỗi ngày chứ chưa chắc là đẹp. À cái đó là con chửi đó hả? Anh hứa với em là không ngon, không lấy tiền. Anh lấy tiền em, anh dám lấy tiền em. Ở trong showbiz là em thân nhất với ai ST? Thí dụ con gái thì Lan Ngọc. Gái là Lan Ngọc. Còn con trai. Con trai thì là ngoài những thành viên trong nhóm em ra thì có Song Luân. Tại tụi em đang đóng phim chung với nhau. Với lại tụi em đi cuộc đua kỳ thú á. Chi Dân. Thân. Trời ơi, em chơi hết thần. Toàn mấy đứa khùng không ha? Anh thấy em bình thường. Rồi cho anh một cái tô. Tô bự á. Để đó, à lát mình sẽ trộn nó vô tiếp ha. Bây giờ mình sẽ lấy miếng thịt ba chỉ mà mình sẽ lấy cái phần mỡ mọi người. Chúng ta sẽ sắt một ít thịt ba chỉ. Em có phải là khách mời vô dụng nhất của chương trình chưa? Thì em là anh nằm trong top và em là top 1 trending á. Top 1 vô dụng nha, useless nha. Dạ. Yeah. Giờ làm gì bầm nữa? Bầm em nữa. Bầm cho anh hém đất vô dụng á. Anh làm cho lẹ. Cố lên anh Giang ơi, cố lên. Rồi. Cố lên. Em đưa cái thịt để đây nào. Đổ vô luôn. Xong anh trộn lên. Đúng. Ủa. Vậy. Anh làm như bánh tráng trộn vậy. Cái này em làm được. Đúng. Để em làm cho. Bây giờ mình sẽ nêm ha. Một xíu nước tương. Chút xíu muối. Chút xíu đường. Em có thể ăn ớt bột được không? Em không ăn cay được. Không, cái này ớt màu thôi. Nhưng một tí xíu ớt thì ok. Em thích ăn vị của miền nào? Em thích ăn vị của khó quá, miền nào cũng thích. À, ngon là được. Ngon là được. Nhưng mà miền Trung cũng là một cái vị ngon. Đúng vậy. Nhưng đừng quá cay. Đúng. Quá cay thì em ăn không được. Rồi, chúng ta xong cái mà để chúng ta cuốn lá lốt ha. Bây giờ chúng ta sẽ cắt cái này để mình nướng xiên. Em lấy cái xiên dài, anh thấy không? Thấy cái xiên dài không? Rồi, xiên vô. Chưa? Tôi chưa ướp mà. Tỏi không? Phải có tỏi chứ. Hành nhá. Cái này không cần lấy vỏ nha. Nướng có cái vỏ cho nó thơm. Hiểu không? Cái này là phải bỏ dầu vô đúng không anh? Chính xác luôn á. Mày sẽ ướp một muỗng nước tương. Tiêu.
Đây là cái chí. Honey. Honey, anh gọi em cái gì? À không, anh kêu là đây là mật ong. Bớt bớt hoang tưởng lại nha. Tụi anh mê em dữ vậy. Mời bạn Nhôi. Thấm đều rồi đó. Mời bạn Hửi. Thơm. Rồi mời bạn Xiên, biết Xiên không? Xiên ngang nha. Đúng rồi. Bậy bậy bậy, Xiên kia, Xiên. Xiên vậy hả? Rồi đúng rồi. Xiên vậy có chín nhanh không anh? Nhanh. Kéo này qua đây, kéo sát vô. Kéo qua đây, qua đây, kéo hết qua đây. Rồi. Hai miếng là phải sát nhau nha, để nó chín cái hơi á. Đừng xiên vô ngón tay, để còn cầm micro. Trong lúc em xiên thì anh sẽ cuốn. Thật ra em cũng muốn cuốn á. Bây giờ mình sẽ cuốn lá lốt. Beautiful. Beautiful more. Là bình thường ở nhà anh hay nấu ăn lắm hả anh? Anh rảnh là anh nấu cho vợ anh ăn. Vậy ngày nào anh cũng rảnh không? Hay là ngày nào cũng kêu em qua ăn cơm được không? Đó không tốn tiền. Nhà em ở đâu? Em ở Bình Thạnh anh. Bình Thạnh khúc nào? Em ở Nguyễn Hữu Cảnh anh. Ôi xa lắm. Anh ở Phú Nhuận. Không có việc gì khó hết anh ơi. Anh hay nấu ăn lắm. Anh làm steak là cũng không phải dạng vừa cho nên anh mới mở nhà hàng steak đó. Em thích thì em cứ alo thôi. Anh thì nhiều rượu vang lắm. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi bắt đầu nướng. Nướng là một công việc cực kỳ khó khăn như thế quý vị. Cái này nó rất là mau chín, nhưng mà mình nướng lửa lớn là sẽ, nó sẽ cháy. Cái này cũng vậy, để mé mé thôi. Đúng rồi. Hiểu không? Rất là nóng. Cái nước này là mình để lại. Để lát mình quét lên đây. Nhưng mà nhớ trở liên tục. Trong thời gian em ở đây em trở liên tục cho anh. Là anh đi bơi. Vậy. Thấy giờ anh mau không? Nha, em trở liên tục nha. Nướng thịt phải thế này. Chúng ta sẽ ra nồi phỏng. Nồi phỏng rang muối. Giòn giòn mặn mặn. Bỏ vô trong bún. Dưới rau các kiểu ăn thì sống làm sao nổi. Bây giờ mình sẽ làm trước một ít gọi là rau để mà mình ăn với lại bún với cái thịt nướng này. Anh ơi, một bên này nó lửa nó to hơn một bên kia. Cái bên này lửa to hơn nè, cho nên nó dễ chín hơn. Không, từ từ, đưa vô nó sẽ cháy mà nó không chín. Chưa chín, chín, chưa chín, chín. Bây giờ mình làm nước mắm. Rồi, ok. Trời ơi, chết tôi. Right now, episode a chili nè, ớt nhiều nè. Cho ấy tỷ ăn cho nó cay cho biết. Rồi, tỏi ha. À, một ít đường. Chanh. Nước mắm đã xong. Món bún thịt nướng này mà không có mỡ hành là không được. Vô cùng đơn giản, dầu sôi tắt lửa. So easy mọi người và mọi nhà. Ok lắm rồi đó, anh ơi. Thưa quý vị, bây giờ là xong, chúng tôi bắt đầu dọn bàn ăn. Đã xong, thưa quý vị, AT, mang hàng vào đây nào. Đồ ăn đến rồi, thịt nướng đến rồi. Bây giờ để ăn ở đây là cái gì nè. Đó, cẩn thận nha. Khám xem đi ta, vô. Chúng ta sẽ để một miếng bún vô đây. Thêm miếng dưa leo đi được không? Cho em miếng dưa chuột. Rồi, rau. Cái này là rau gì anh? Cái này là rau ống lụi, bao ngon. Được chưa? And chica chica. And chica la loca, chica la loca. How many? Happy happy. 5 cục.
1 2 3 4 5 ha. Ha ok la. Từ từ bình tĩnh nha, bình tĩnh nha đó. Rồi đây, cầm cái hàng lên. Cái này to nha. Đây. Cái này là 1 xoong sạm thôi. Rồi kéo. Rồi, muốn ăn mấy cục thì để vô. 1 xoong sạm. Ok chưa? Đọc phụ nha. Điều của con sẽ thành hiện thực. Ít ớt đúng không? Ít ớt. Ăn chưa? Mời. Đây. Ăn nha. Mời anh. Trộn lên cho nó thấm. Ủa, ăn rồi mà. Là sao? Là ngon nha. Ngon nha. Ủa, ngon không anh? Ủa, bình thường thiệt. Anh áo đã ngon thiệt chuyện là bình thường mà, Esti. Không làm gì mà em ngỡ ngàng dữ vậy. Ngon. Ok la hả? So delicious. Delicious. Man, delicious. Bro. Ngon lắm. Ngon. Anh ăn thử cái thịt nướng, em nướng đi. Nhất không anh? Nhất không? Tét. Nước mắm ok là không? Ngon lắm anh. Hơi cay nhưng mà ok. Ok đúng không? Bì ngon, bất chấp. Bất chấp. Quá tuyệt vời luôn. Ngon lắm. Mắm ok ha. Cái này phải qua nhà hàng anh Giang ăn hoài. Nếu không thì qua nhà anh đúng không? Đúng rồi, qua nhà anh đi. Nhà nấu nhiều món ngon á. Em thích ăn món nước nào? Em thích ăn món anh nấu. Sau những phút mà đi làm mệt mỏi, áp lực gì? Áp lực mình lên game, lên chương trình nó phải hấp dẫn. Dạ. Người ta phải push mình, phải vui này nọ kia. Áp lực lắm bộ. Rồi ra MV áp lực phải triệu view. Nhiều người coi, mệt mỏi nữa. Cho nên cái thời gian mà mình nấu ăn á, sau mình ngồi chung với những người anh em thân thiết á, cái mình nhâm nhi, mình nói về trời về đất á, mình kể về cuộc đời và con người đúng không? Đúng rồi, thú vị lắm. Và đặc biệt là có những bữa ăn ngon thì càng tốt hơn. Đúng, đúng vậy. Ăn ngon làm cho trí não mình thanh thản lắm á. Ăn thêm thôi anh ơi. Không ngờ cái bò mà em nướng nó ngon vậy. Chắc em phải nướng bò hoài. Là điểu. Đà điểu em nướng vẫn ngon nha mọi người. Cái này là nướng kiểu thịt nướng. Còn mình nướng steak là nướng kiểu khác nữa. Anh nấu được nhiều món không? Nhiều. Chắc em sẽ qua anh Giang em học nấu ăn khi anh rảnh. Để thế này em cũng sẽ, vợ em cũng sẽ sướng như nhà Phương. Vợ anh sướng đó em ơi. Hôm nay anh đi quay về. Hôm nay anh đi tỉnh mà đâu về nhà. Khoảng 7-8 giờ anh gọi điện. Hôm nay anh qua thăm rồi. Ủa hôm nay anh nấu gì vậy? Người nào cũng hỏi là anh nấu gì cho. Mà ngon quá anh. Vâng. Nước mắm ngon. Thịt vừa chín tới. Do bàn tay của tôi chở tới chở lui. Đúng rồi. Ô mèo kìa. Con mèo có ăn thịt được không ta? Nhưng mà có gia vị. À có chó nó ăn được không hả? À được. Có gia vị nó ăn nó sẽ bị đau bụng. Với lại cái này nó to lắm, nó ăn được. Nó phải nhỏ. Quý vị thân mến, hãy thử một lần nghỉ ngơi, đi đâu đó thư giãn cùng với những người anh em thân thiết yêu thương mình. Anh em thân thiết hoặc là gia đình của mình. Đúng rồi, thì cuộc sống tự nhiên cái mình trang đầy năng lượng lại và mình sẽ làm việc tốt rất là nhiều. Nói chung là không nên yêu bản thân mình một tí xíu. Đúng rồi. Ngày hôm nay cảm ơn Esti đã vì anh mà đến một nơi xa xôi như thế này. Cảm ơn rất nhiều và chúc em sẽ thành công trong cuộc sống. Cảm ơn anh nhiều đã cho em một bữa ăn rất ngon. Ngon không? Mai mốt rảnh thì qua nhà anh sẽ nấu nhiều món lắm. Dạ. Cảm ơn quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chào mừng đến Việt Nam, một bản sắc văn hóa thú vị khắp muôn nơi. Những món mẹ tôi nấu luôn theo tôi từ những ngày thời thơ ấu. Mau trở về thu xếp, nếu muốn ăn thì cùng nhau lăn vào bếp.